cách xa lâu nay, đây là ngày anh ước mong. Suốt bao năm qua đã làm hai ta trông ngóng, cứ mong sao cho con đường ngày hôm nay ngắn đi nhiều, để anh có thể về gặp em sớm hơn. Nếu như em đang lang thang cùng ai tối nay, giữ nguyên đôi tay chờ anh đến với em ngay. Người mà đang đứng trước em là người đã nhớ em rất nhiều, từ nay đừng đi cùng ai khi không có anh. Vì anh không thấy yên tâm để em một mình lâu hơn, sợ một ai đó đến bên em lúc ta giận hơn. Sợ người em cười không phải anh, sợ niềm tin chúng ta ra lạnh. Nếu như không cùng em thì không ai khác. Cuộc đời này ý nghĩa hơn khi ta từng ngày bên nhau, dù cho xa cách vẫn bên nhau đến chẳng mai đâu.